Hôm nay mình sẽ review cho cả nhà xem đây là cái trái gì nha. Cả nhà nhìn có thấy ngặt, có thấy là nó là, có biết được nó là cái trái gì không cả nhà? Nhỏ xíu xíu. Đây là trái ổi nha. Trái ổi, ổi của cái ổi kiển cả nhà, nó nhỏ như thế này nè. Và nó rất là thơm luôn, để mình cho cả nhà coi cây của nó nha. Cái này là được ông anh của đồng nghiệp, ông anh đồng nghiệp của chồng mình cho đó. Ông mua cây ổi, ông trồng được 2 năm nó ra trái như vậy đó cả nhà. Thấy ông ăn, ông úp lên trên mạng cái bắt đầu xin liền, cho được 2 trái. Ông chồng ông mới đem về tối, xong cái cho nó vô tủ lạnh, sáng nay mới mang ra ăn luôn nè cả nhà. Mở cái tủ lạnh ra thì nó thơm lừng luôn. Nó thơm luôn cả nhà, thơm luôn nha. Để mình ăn thử cho cả nhà coi nha. Vừa hồng nha, thơm, rất là thơm và ngọt, chua chua ngọt. Ngon. Tự nhiên thấy anh ăn cái trái này nhớ lại mấy cái trái ổi xà lì hồi xưa cả nhà, thèm ghê. Đang nghĩ ông chồng xin giùm 2 trái, mà 2 trái nó nhỏ vậy nè. Cái trái ẩm trứng kìa, ngon, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Ngọt. Có 2 trái ăn đã thèm chưa?